Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bình xịt điện Takeo TK20 cùng với bộ tăng áp turbo, và tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp dây nước của bình xịt điện qua dây của bình phun turbo. Các bạn siết thật chặt để tránh bị rò rỉ nước trong quá trình sử dụng. Đây ta sẽ cắm điện từ đầu phun turbo qua bình xịt điện. Khi đến thì ta sẽ lắp dây đeo lưng cho bình xịt điện. Và bây giờ chúng ta sẽ thử máy. Chúng ta bật công tắc của bình xịt điện, sau đó sẽ bật công tắc của cầu phun turbo. Tôi đang phun khử khuẩn cho kho máy. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.